đốt nhà mẹ ruột của vợ hờ để níu kéo tình cảm. Tuyền Quang, lũ sông Lô vượt mức báo động 3. Mưa lớn khiến nước sông Bùi tràn qua đê, xô lũ ở Hà Nội lại ngập trắng. Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tám lược sẽ có trong chương trình, ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 11 tháng 9, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Hùng, 34 tuổi, quê quán tỉnh Hậu Giang, 10 năm tù tội giết người, 2 năm tù tội hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt là 12 năm tù. Theo cáo trạng, năm 2021, bị cáo Hùng và Trần Thị Ngọc Diễm ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, sống chung với nhau như vợ chồng. Thời gian này cả hai người thuê nhà trọ ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để chung sống. Được một thời gian, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn nên Diễm bỏ đi. Để níu kéo tình cảm, Hùng này xin ý định đốt nhà những người thân của chị Diễm để chị quay về chung sống với Hùng. Theo đó, từ đầu tháng 7 năm 2022 đến cuối tháng 1 năm 2023, Hùng đã bốn lần thực hiện hành vi đổ xăng vào bên trong nhà bà Mai Thị Điệp mẹ ruột diễm ở số 144 đường Chu Văn An, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, sau đó khóa cửa từ bên ngoài rồi dùng lửa đốt làm thiệt hại nhiều tài sản. Ngoài ra, Hùng còn đe dọa giết chết cả nhà bà Lê Thị Hồng Nguyệt, mẹ chồng trước của Diễm ở ấp xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang và dùng xăng đốt nhà bà Nguyệt một lần làm cháy hư hỏng nhiều đồ vật trong nhà. Cả năm lần hung đốt nhà đều được người thân của chị Diễm phát hiện kịp thời nên không bị thiệt hại về người. Xét thấy hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, nguy hiểm cho xã hội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt hùng 10 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây, xin mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý sẽ diễn ra, quý vị đừng bỏ lỡ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão vào 10 giờ 30 phút sáng 11 tháng 9, mực nước sông Lô tại thành phố Tuyên Quang dâng cao đạt 27,67 m trên mức báo động 3, khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập sâu trên 2 m, nhiều hộ dân bị cô lập. Ông Trần Viết Cương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tuyên Quang cho biết hiện 15 trên 15 xã, phường thành phố Tuyên Quang đều ngập sâu. Thời điểm hiện tại, hầu hết các gia đình đều đã phải chuyển lên sinh hoạt tại khu vực tầng 2, 3 do nước lên nhanh hoặc phải di chuyển đi xa để tránh lũ. Theo người dân Tuyên Quang, đây là trận lũ lịch sử trong vòng 20 năm trở lại đây. Hiện tại, nước đang xuống chậm nhưng mưa lớn vẫn tiếp tục nên người dân không nên chủ quan. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 250mm. Từ ngày 12 tháng 9, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Mưa lớn có khả năng gây lũ quét, lũ ống trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất đá ở các sườn đồi, núi và các tàu ly dương có độ dốc lớn, sạt lở tại các công trường xây dựng và các tuyến đường giao thông đang thi công trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Na Hàng, Lâm Bình. Mưa lớn gia tăng nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông suối và ngập úng đô thị cục bộ. Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, mưa lớn khiến mực nước trên các sông dâng cao lên trên mức báo động 3, mức cực kỳ nguy hiểm. Các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn, suối nhỏ khi nước lũ đang lên, người dân cần chủ động bảo vệ người và tài sản, đồng thời di chuyển đến nơi ở an toàn. Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Bùi tràn qua đê. Nhiều nhà dân thuộc các xã Tân Tiến, Nam Phương Tiến, huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội lại ngập trắng. Hàng nghìn người dân buộc phải di tản đến nơi an toàn. Chỉ cách đây hơn một tháng, người dân các xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ của huyện Trương Mỹ cũng đã phải chạy lũ nhiều tuần. Con đường liên xã chạy dọc đê sông Bùi bị ngập gần 40cm, khiến nhiều thôn xóm ở Trương Mỹ bị cô lập đặc biệt trong đó là xã Nam Phương Tiến. Nhà dân ở vùng rốn lũ của Hà Nội bị nước bủa vây khoảng 2 ngày nay. Hầu hết người già, trẻ nhỏ, phụ nữ ở vùng ngập lụt đã được di tản đến nơi an toàn. Nguyên nhân ngập lụt ở các xã ven sông Bùi thuộc huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội trong những năm qua phần lớn là do lũ rừng ngang từ Hòa Bình đổ về Hà Nội. Từ năm 2017 đến nay, người dân thuộc xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ trải qua 4 lần chạy lũ. Con đường bê tông vào thôn Lý Nhân, xã Nam Phương Tiến bị ngập sâu hơn 1 mét. Người dân phải lập bến đò đầu làng để dùng thuyền đi lại. Gần như tất cả chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm của người dân ở xã Nam Phương Tiến bị ngập sâu trong nước. Mỗi lần như vậy, nhiều hộ dân lại rơi vào cảnh nợ nần. Người dân ở xã Nam Phương Tiến cố vất vát những gì còn sót lại ở ruộng, vườn đem về làm thức ăn cho gia súc, gia cầm những ngày mưa lũ. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có thông báo về việc tổ chức lại giao thông, trong đó có cấm nhiều loại phương tiện lưu thông trên cầu Trương Dương. Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, hiện nay do ảnh hưởng của cơn bão số 3, bão Yagi, các nhà máy thủy điện đang xả lũ dẫn đến mực nước sông Hồng dâng cao, dòng chảy xiết, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng công trình cầu, để bảo đảm an toàn giao thông cho người và các phương tiện lưu thông qua cầu sở giao thông vận tải thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông hạn chế các phương tiện lưu thông trên cầu trương dương đặc biệt sau sự cố sập cầu phong châu tỉnh phú thọ nhiều người dân thủ đô bày tỏ lo ngại đến sự an toàn của cầu trương dương đặc biệt trong thời điểm diễn biến thời tiết bão lũ phức tạp dù vậy phó giám đốc sở giao thông vận tải hà nội trần hữu bảo khẳng định cầu trương dương đã xuống cấp nhưng vẫn bảo đảm khả năng chịu lực cơ bản hoạt động bình thường theo ông bảo từ khi thành phố nhận quản lý, sở và các đơn vị liên quan đã hai lần kiểm định cầu vào năm 2013 và 2021. Kết quả cho thấy cầu chính vẫn bảo đảm chịu lực. Tuy nhiên mặt cầu đã xuất hiện ổ gà và bong chóc bê tông một số vị trí. Cánh gà phía thượng lưu và hạ lưu đã hư hỏng, bê tông chóc làm lộ cốt thép, han dỉ nhiều vị trí, vân vân. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và được thành phố phê duyệt dự án cải tạo, sửa chữa cầu Trương Dương. Hiện cơ quan này đang tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế sau bước thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công. Dự kiến, dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025-2026. Hiện cầu Trương Dương vẫn bảo đảm khả năng chịu lực, cơ bản hoạt động bình thường. Ông Hoàng Viện Hải, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giao thông Vận tải, một trong hai đơn vị tham gia kiểm định cầu Trương Dương vào cuối năm 2021 cho biết, trung bình mỗi cây cầu sẽ được kiểm định 5 đến 10 năm một lần. Trong lần kiểm định vừa qua, cầu Trương Dương đã được kiểm tra tổng thể tất cả các bộ phận như trụ, gối cầu, mặt cầu, dàn thép trên dưới, khe co giãn, độ võng của cầu nhằm phát hiện các hư hỏng tích lũy theo thời gian. Từ đó, đơn vị tư vấn, nhà thầu xác định được các phần hư hỏng để lên phương án sửa chữa. Để đánh giá chính xác khả năng chịu tải cũng như các hư hỏng của cầu, hai đơn vị đã huy động tổng cộng 50 kỹ sư cùng máy móc hiện đại, trong đó dùng 6 xe tải có khối lượng 27 đến 30 tấn một xe đỗ tại 3 điểm gần nhau để thiết bị máy móc đánh giá độ võng của cầu. Kết quả kiểm định đã được báo cáo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội để đề xuất thành phố lập dự án cải tạo, sửa chữa cầu. Miền Bắc đang trải qua một đợt mưa lũ lớn nhất lịch sử. Những ngày qua, mưa to sầm sập ở miền Bắc làm phức tạp thêm tình hình lũ lụt, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở. Dự báo chiều tối 11 tháng 9 là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở miền Bắc. Trong đó, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa phổ biến từ 30mm đến 70mm. Cục bộ có nơi trên 120mm. Riêng Lào Cai, Yên Bái từ 50mm đến 100mm. Cục bộ có nơi trên 200mm. Đêm 11 tháng 9, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ giảm mưa với lượng phổ biến còn từ 20mm đến 40mm, có nơi trên 70mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa là trọng tâm của đợt mưa lớn lần này. Với lượng mưa phổ biến từ 50mm đến 120mm, cục bộ trên 250mm. Từ đêm 11 tháng 9 đến chiều 12 tháng 9, phổ biến từ 30mm đến 70mm, có nơi trên 120mm. Mưa lớn xảy ra làm phức tạp thêm tình hình lũ lụt tại các tỉnh miền Bắc. Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Dự báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện thuộc 16 tỉnh, thành phố gồm Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng và Thanh Hóa. Các địa phương có cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Riêng Yên Bái ở cấp 2. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khẳng định, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế, xã hội. Đến chiều tối mùng 10 tháng 9, 18 nạn nhân bị thương được tìm thấy trong trận lũ quét kinh hoàng tại thôn làng Nủ, xã Phúc Khánh đã được đưa về điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Công tác cứu chữa các nạn nhân bị thương gặp nhiều khó khăn. Con số này chắc chắn chưa dừng lại, bởi thông tin ban đầu, trận lũ quét đã vùi lấp toàn bộ thôn với 35 hộ dân, 128 nhân khẩu. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do bệnh viện vừa bị ngập nước vì mưa lớn những ngày qua, nhưng khi tiếp nhận thông tin về trận lũ quét làm nhiều người thương vong tại thôn Làng Nủ, bệnh viện đã nhanh chóng chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế để sẵn sàng cứu người. Theo đó, bệnh viện đã bố trí kiếp cấp cứu lưu động 6 người, gồm 2 bác sĩ và 4 nhân viên y tế, túc trực tại hiện trường để khi tiếp nhận nạn nhân lập tức sơ cứu ban đầu do đường từ vùng lũ có nhiều đoạn bị hỏng nặng, sạt lở, phương án duy nhất là vận chuyển người bệnh bằng xe tải đến bệnh viện. Kể lại về khoảnh khắc sinh tử khi vụ sạt lở đất kinh hoàng vùi lấp gần như cả thôn làng nủ, ông Hoàng Ngọc Diệp, trưởng thôn làng nủ cho biết. Trước khi xảy ra lũ quét đã có mưa rất lớn. Khoảng 6 giờ sáng hôm xảy ra vụ việc, người dân trong bản nghe tiếng nổ lớn rồi chỉ tích tắc sau đó, cả quả đôi đổ sập xuống, vùi lấp cả thôn. Ông Diệp vẫn chưa hết bàng hoàng khi miêu tả cả một ngọn núi bùn đất cao khoảng 100 m đổ ập xuống thôn mình, bà con không ai chạy kịp. Theo thông báo mới nhất từ Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, nước lũ đã ngập toàn thành phố Tuyên Quang vào thời điểm sáng ngày 11 tháng 9. Trước đó, từ chiều tối ngày 10 tháng 9, hoạt động di chuyển tại thành phố Tuyên Quang đã hoàn toàn phải dừng lại do nước lũ tăng nhanh và ngập vào toàn bộ các tuyến đường với diễn biến thời tiết hết sức phức tạp, mưa to kéo dài trên diện rộng cùng thủy điện Tuyên Quang xả lũ khiến lũ trên hệ thống sông suối vẫn tiếp tục lên. Theo báo cáo của Đài khí tượng và thủy văn, mực nước sông Lô đoạn qua thành phố Tuyên Quang đã lên trên mức báo động 3, mức cực kỳ nguy hiểm. Sáng 11 tháng 9, chính quyền thành phố Tuyên Quang cho biết hiện 15 trên 15 xã, phường thành phố Tuyên Quang đều ngập sâu. Thời điểm hiện tại, hầu hết các gia đình đều đã phải chuyển lên sinh hoạt tại khu vực tầng 2, tầng 3 do nước lên nhanh hoặc phải di chuyển đi xa để tránh lũ. Để ứng phó với tình hình mưa lũ, đảm bảo an toàn cao nhất về người, các lực lượng chức năng như quân đội, công an, chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng sơ tán người dân đến nơi an toàn. Sau 2 ngày nỗ lực do nhiều điểm sạt lở đất ngáng đường cộng với mưa to vẫn tiếp tục ở huyện miền núi Nguyên Bình, đến chiều mùng 10 tháng 8, các lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được tất cả 3 điểm sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều người chết và mất tích. Tại huyện Nguyên Bình tiếp tục có mưa to, khối lượng đất đá sạt trượt lớn, nước chảy xiết nên việc tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Tại các điểm lũng lì xã Ca Thành, lũng súng xã Yên Lạc, các phương tiện thiết bị kỹ thuật lớn không thể tiếp cận do đường bị sạt lở nghiêm trọng. Theo lực lượng chức năng địa phương, hiện nay chủ yếu là sử dụng máy xúc vào mở thông tuyến, triển khai đến các điểm sạt lở và sẽ dùng phương tiện như máy xúc, cuốc sẻng, đào bới, gạt bùn đất để tìm kiếm. Bên cạnh đó, suối nước rất xiết, lực lượng chức năng cố gắng đi dọc theo suối để tìm kiếm những nạn nhân còn mắc kẹt. Tỉnh Cao Bằng đã lập sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tăng cường các phương tiện máy móc để tiếp tục đẩy nhanh thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Đối với các hộ dân có nguy cơ cao xảy ra sạt lở tại xóm Lũng Lì, xã Ca Thành, lực lượng chức năng đã sơ tán đến nơi an toàn. Ông Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng cho biết, Lúc này mưa lớn, đất đã bão hòa nước nên chỉ động vào lại sạt và sạt rất nhiều. Vừa tìm cách vào cứu hộ vùng nguy hiểm, chúng tôi còn làm nhiệm vụ tiếp tế nước sạch, mì tôm cho nhân dân địa phương. Theo báo cáo, đến cuối chiều ngày 10 tháng 9, tại điểm lũng súng xã Yên Lạc, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ 11 thi thể nạn nhân mất tích, 10 người khác bị thương. Tại xóm Lũng Lì xã Ca Thành, tìm thấy thêm 2 thi thể, nâng tổng số người chết tại đây lên 4 người và hiện còn 5 người mất tích. Còn tại điểm xảy ra sự cố km 180 cộng 680 quốc lộ 34 tại xóm Khuổi Ngoạ, xã Ca Thành đã phát hiện có 12 người tử vong, 2 người bị thương và hiện còn khoảng 18 người mất tích. Ngoài ra, nạn nhân đuối nước tại xã Vũ Minh cũng đã được tìm thấy. Như vậy là tại 3 vụ sạt lở đất ở huyện Nguyên Bình đã có 29 người chết, 15 người bị thương và còn khoảng 23 người mất tích. Ngày 11 tháng 9, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ea Hờ Leo, huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắc xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lật xe khách khiến 4 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, xe khách dường nằm biển số 50H30853 chở theo 17 hành khách lưu thông từ Đắk Lắc về Gia Lai trên tuyến quốc lộ 14. Lúc này do trời mưa, xe chạy đến đoạn qua xã Ea Hờ Leo, huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắc, bất ngờ mất lái lao vào bên đường rồi lật nhường, khiến hai người tử vong tại chỗ hai người tử vong ở bệnh viện. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã đến và đang hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và triển khai công tác khắc phục hậu quả. Vụ tai nạn khiến ba người tử vong tại chỗ, một người tử vong trên đường đi cấp cứu, nhiều người khác bị thương được hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các nạn nhân tử vong gồm HNQ, sinh năm 1993, ngụ phường Thắng Lợi, thành phố Con Tum. VTIP sinh năm 1994, ngụ thôn 4, xã Ia Khơn, huyện Chư Ba, tỉnh Gia Lai. LTTL khoảng 21 tuổi, ngụ thôn Đại An, xã Ia Khơn, huyện Chư Ba, tỉnh Gia Lai. Và cháu PNT sinh năm 2021, ngụ thôn Đại An, Ia Khơn, Chư Ba, tỉnh Gia Lai. Tại hiện trường, chiếc xe khách nằm lật nghiêng, hư hỏng, nhiều mảnh vỡ văng khắp đường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ liên quan đến lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nù, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, sáng ngày 11 tháng 9. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, đến thời điểm hiện tại đã xác định có 37 hộ gia đình với tổng cộng 158 khẩu bị ảnh hưởng. Có 18 nạn nhân đã tìm thấy thi thể, 17 người đã được điều trị, 48 người đã xác nhận an toàn, hiện vẫn còn 77 người đang mất tích. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn do tuyến đường đến thôn Lang Nụ có nhiều điểm lũ quét bị chia cắt với khu vực bên ngoài. Người dân địa phương cho hay khu vực này chưa bao giờ xảy ra thiên tai, nên khi vụ lũ quét xảy ra, tất cả đều hoàn toàn bất ngờ. Bàng Hoàng khi nghĩ lại sự việc, ông Hoàng Văn Điệp, trưởng thôn Lang Nụ cho biết vụ việc xảy ra vào 6 giờ sáng ngày 10 tháng 9. Người dân nhìn thấy đám bùn đất to ở trên cao 100 mét sạt trên núi xuống. Sau tiếng kêu bùm, bùn đất đổ ụp xuống khu vực người dân đang sinh sống tất cả các ngôi nhà đều bị xóa sổ mọi thứ diễn ra quá nhanh chỉ trong chớp mắt anh nguyễn văn hành thôn lang Nủ, là một trong số những người may mắn sống sót sau vụ lũ quét kinh hoàng tối ngày 10 tháng 9 gương mặt của anh hành vẫn hằn in vẻ băng hoàng khi trải qua giây phút cận kề cái chết anh hành kể lại lúc xảy ra lũ quét tôi và mẹ cầm tay nhau chạy khỏi nhà mẹ nói là chạy chạy thôi và hai mẹ con chạy rồi lạc nhau trong cảnh hỗn loạn khi chạy đến cây cầu trong thôn thì lũ ập xuống, đất đá ủi tôi ra xa khoảng 20 đến 30 mét. Lúc này tôi cố vùng dậy và tiếp tục lết đến nhà dân gần đó rồi được ứng cứu kịp thời. Cùng ở thôn Làng Nổ, anh Nguyễn Văn Thình đang trải qua cảnh xót xa đau đớn vì cả nhà đang yên ấm, nay lũ quét cướp đi tất cả, chỉ còn một mình anh sống sót. Anh Thình kể, lúc đó khoảng 6 giờ, cả gia đình đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng uynh rất lớn. Đất đá ụp xuống, và đẩy tôi ra xa khỏi nhà khoảng 150 mét. Tôi nằm trong đống bùn và được cứu sống. Hiện nay tôi chưa có thông tin về các thành viên trong gia đình. Thôn làng nù nằm cách xa trung tâm, giao thông bị chia cắt, hoàn toàn mất thông tin liên lạc nên việc cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư huyện ủy Bảo yên cho biết, đây là thiệt hại vô cùng lớn của địa phương và lực lượng chức năng đang rất khẩn trương khắc phục hậu quả ngày 10 tháng 9, công an thành phố Cẩm Phả đã phát hiện một tài khoản Facebook của bà DTH trú tại thôn 3, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên có đăng tải thông tin Cẩm Phả vớt được 16 xác người dân buộc dây vào nhau. Qua công tác điều tra, công an thành phố Cẩm Phả xác định thông tin đăng trên Facebook của bà DTH về tình hình thiệt hại do cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố Cẩm Phả nêu trên là sai sự thật. Sau đó, công an thành phố Cẩm Phả đã triệu tập người tung tin đồn thất thiệt này. Tại cơ quan công an, bà DTH thừa nhận bản thân chưa kiểm chứng nguồn thông tin mà đã đăng tải công khai các nội dung không đúng sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Công an thành phố Cẩm Phả đang lập hồ sơ xử lý bà H theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng mạng xã hội. Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả yêu cầu người dân đặc biệt lưu ý không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin không chuẩn xác, gây hoang mang dư luận, nhất là trong thời điểm toàn thành phố đang dốc toàn lực khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Báo Thanh Hóa. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!